Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tình trạng xe dù, xe hoạt động kinh doanh vận tải trá hình thường xuyên xuất hiện tại sân bay, nhà ga, bến cảng Đà Nẵng. Lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của du khách, các đối tượng đã trà trộn, đóng vai là lái xe công nghệ mời chào để vận chuyển khách với giá thấp. Nhưng trên thực tế, các đối tượng dùng mọi chiêu trò để buộc khách trả tiền theo đề nghị, cá biệt là có du khách phải trả cao gấp 10 lần theo quy định. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh một thành phố Đà Nẵng văn minh, thân thiện, an toàn trong lòng du khách trong và ngoài nước. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 11 triệu đồng đối với ông Trương Hải, sinh năm 1992, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, do hành vi kinh doanh vận tải khách bằng ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định. Trước đó, tài xế Hải đã tiếp cận một nữ du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng và đưa về khách sạn trên đường Bình Đằng, khoảng cách gần 5 km. Hải lấy điện thoại của du khách để hủy yêu cầu đặt xe theo ứng dụng Grab mà khách này đã đặt trước đó. Đến nơi, Hải yêu cầu hành khách trả 120.000 won, tương đương 2.110.000 đồng, cao gấp 10 lần giá thông thường. Hoặc vụ gần đây nhất, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng ra quyết định xử phạt số tiền tương tự với tài xế Trịnh Anh Võ, 38 tuổi, trú quận Hải Châu, nhận chở du khách người nước ngoài từ sân bay Đà Nẵng đi thành phố Hội An với giá cước 378.000 đồng, nhưng đến nơi đòi thêm 350.000 đồng với lý do trả phí đậu đỗ xe trong sân bay. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người bị hại đó, thì lực lượng thanh tra giao thông chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc cùng với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành truy sát các cái thông tin dữ liệu liên quan đến cái phương tiện và người điều khiển phương tiện đã có cái hành vi chèo kéo, chặt chém hành khách. Để chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra hiện tượng chèo kéo, chặt chém hành khách, gây mất trật tự khu vực công cộng tại cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thành phố chủ trì, phối hợp với cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và công an thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp mạnh, đồng bộ để ngăn chặn chấm dứt tình trạng này tại khu vực sân bay Đà Nẵng. Theo đó, Trung tâm An ninh Hàng không, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã chủ động ra soát, thiết lập phân khu vực khai thác của các loại hình vận tải, điều chỉnh một số luồng tuyến, biển báo giao thông, biển chỉ dẫn để tạo thông thoáng thuận tiện hơn trong việc di chuyển của hành khách. Đồng thời phối hợp tốt với công an quận Hải Châu, thanh tra giao thông thành phố Đà Nẵng duy trì trật tự các hoạt động vận tải, xử lý vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vi phạm điều kiện vận tải, dịch vụ vận chuyển hành khách của các hãng xe taxi, xe công nghệ tại cảng. Thời gian vừa qua, lực lượng an ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các lực lượng như thanh tra giao thông, thanh tra du lịch và các lực lượng của công an thành phố Đà Nẵng, công an quận Hải Châu triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm công tác quản lý và xử lý tốt các hoạt động, các hành vi vi phạm tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, và đặc biệt đó là hoạt động dịch vụ vận tải taxi công nghệ và dịch vụ núp bóng xe công nghệ. Thì thông qua đó, chúng tôi đã kiểm tra, xác minh và tiếp nhận các thông tin, tiến hành lập biên bản vi phạm. Trong năm vừa qua đã xử lý được 53 trường hợp, bàn giao cho lực lượng chức năng của thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng đã và đang phát huy hệ thống hơn 200 camera trực tuyến, hoạt động trên 24/24 giờ nhằm theo dõi, nhắc nhở và xử lý kịp thời mọi sự vụ xảy ra tại khu vực. Đồng thời còn phối hợp với Sở Du lịch thành phố, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ cung cấp thông tin và xử lý phản ánh của du khách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, góp phần vào việc quảng bá và duy trì hình ảnh điểm đến du lịch thành phố an ninh, an toàn. Đối với ngành du lịch thì chúng tôi cũng đã có các cái thông tin trên các cái website của Trung tâm Xúc tiến Du lịch của Sở Du lịch cũng như là trong các cái chương trình truyền thông quảng bá để có những cái khuyến cáo cụ thể cũng như là đưa các cái thông tin về các cái đơn vị vận chuyển chính thức được phép hoạt động trong khu vực sân bay cũng như là trên địa bàn thành phố để du khách có được thông tin sử dụng các cái dịch vụ vận chuyển như vậy. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lực lượng an ninh sân bay quốc tế Đà Nẵng khuyến cáo du khách nên sử dụng dịch vụ vận tải hành khách có thương hiệu đăng ký hoạt động tại nhà ga, từ chối giao tiếp đối với đối tượng có hành vi chèo kéo hoặc phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng Trung tâm Hỗ trợ Du khách của Sở Du lịch thành phố qua số điện thoại 02363 550 111 hoặc 0919
247009.